Chị thân mọi mình cho tất cả các em, năm học mới sắp bắt đầu rồi và các em chỉ còn được nghỉ hè một vài ngày nữa thôi. Vì vậy hôm nay chị sẽ dắt hai bạn cháu của chị đi công viên nước. Đây cũng là lần đầu tiên các bạn ấy được đi công viên nước luôn, cho nên chị nghĩ rằng các bạn ấy sẽ rất là vui và háo hức. Nào bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Cho em một vé chơi toàn khu, ba vé toàn khu luôn. Em cảm ơn chị nhé. Chúng ta sẽ được 4 cái vòng để đeo tay cho anh tiểu thú một cái, còn cho hai bạn này mình hai bạn mỗi bạn một cái. Bởi vì hai bạn này từ trên núi xuống cho nên đây là lần đầu tiên các bạn ấy được ra hồ bơi. Vì vậy, công việc đầu tiên của chị đã là mua đồ bơi cho hai bạn ấy. Linh vào chọn đồ bơi đi chị ơi, có đồ bơi cho bé này không chị? Đợi bé này. Không vào được, không vào được. Dạ. Con lấy bộ nào? Ba bộ này con lấy bộ nào? Con lựa đi. Dì thấy bộ này đẹp này. Bộ màu này đẹp này. Hay là con thích cái này? Thích cái này hả? Rồi. Một bộ cho bé này nữa. Thơm. Mà Linh bây giờ phải thay đồ. Chúng ta không được xem nhá. Và bây giờ bạn Linh của chúng ta cũng đã có một bộ đồ bơi khá là xinh. Quay một vòng đi con. Tiếp theo thì bạn Uyên đang lựa chọn đồ bơi các em ạ. Và bây giờ bạn chị đã thay đồ xong rồi. Tiếp theo thì bạn chị sẽ vào trong công viên để chơi các trò chơi. Công viên này tuy nhỏ hơn là công viên nước đầm sen, tuy nhiên chị thấy rằng nó cũng có rất là nhiều trò chơi đấy các em ạ. Nào chúng ta cùng đi thôi. Ở đây cũng có máng trượt này các em, chị rất là thích trò này. Ở đây thì chị thấy có một cái cầu phao. Bây giờ chị sẽ để cho bạn Linh Linh Tinh và Uyên Liên Thiên đi trước. Nếu như hai bạn ấy đi qua một cách an toàn và dễ dàng thì sẽ đến lượt chị đi. Uyên đi trước đi, Linh đi trước đi. Linh cố lên, Linh ơi cố lên. Không sợ đâu, đứng lên cố lên kìa, bạn kia nhỏ còn đi được kìa. Linh bây giờ đang rất là sợ hãi nào, đứng lên, cố lên, cố lên. Bây giờ thì chị sẽ đi lấy phao cho bạn Linh mượn, để bạn ấy vừa đeo phao vừa đi. Đứng lên đi thôi. Để cho an toàn thì bạn Linh đã cầm lên cái phao này và chạy cái mà. Như vậy thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều nào. 3, 2, 1, cố lên, cố lên. Chạy đi, cố lên. Uyên đứng lên đi thử đi con. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đón phần thể hiện của chị Thơ. Thơ ngáo ngơ. Không biết là Thơ ngáo ngơ chúng ta sẽ đi được một đoạn đường xa như thế nào. Xung quanh thì có rất là nhiều bạn đang muốn làm cho chị Thơ bị té. Bắt đầu. Và như vậy chúng ta thấy là chị Thơ đã đi một cách thành công. Chị không hề nhút nhát một tí nào cả. Mặc dù đi hơi chậm nhưng mà cũng rất là an toàn. Sau khi nhìn thấy chị đi thử thì bạn Linh Linh Tinh của chúng ta đã có dũng khí để đi rồi. Bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, Linh giỏi quá, Linh giỏi quá. Ở dưới bạn Linh có một người. Đi tiếp đi Linh ơi. Nhìn tướng của bạn Linh chạy rất là mắc cười đúng không Kim? Bạn Linh Linh Tinh của chúng ta do quá là thích chạy thêm một lượt nữa. Wow. Bây giờ thì bạn ấy chạy rất là cừ luôn các em ạ. Rồi lại đây con ơi, lại đây. 3, 2, 1. Wow. Mặt của bạn ấy rất là tập trung. Yeah. Rồi xuống đi nào con. Rồi chúng ta đi lên để chơi trò khác nữa nhá. Ở khu vực này thì có một cái hồ bơi, có mực nước khá là thấp. Mực nước này thì rất là phù hợp với bạn Linh Linh Tinh và chị nữa. Nào bây giờ chúng ta cùng trượt thôi. Chào em. Ừ, cảm ơn em nha. Em coi chị ăn có bơi vợ. Vợ em hả? Wow. Tiếp theo là đến lượt chị. Trời ơi. Trời ơi.
cầu trượt trông rất là đáng sợ luôn. Tuy nhiên độ dốc của nó thì không quá dốc, cho nên là chị nghĩ rằng bạn Uyên, Liên Thiên và Linh 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 có thể trượt được. Bây giờ chị sẽ dắt hai bạn đấy lên đấy và trượt luôn. Sợ, mọi người đã sẵn sàng chưa? Linh, chị Uyên đã sẵn sàng chưa? Rồi. Và bây giờ chị cũng đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Thấy là ở trên này người ta có một cái xô để đựng nước và người ta đang xả nước xuống. Lát nữa thì xô sẽ được đổ xuống dưới. Và bây giờ các bạn nhỏ đang chờ nước xối xuống đầu của mình. Trông có vẻ rất là hồi hộp luôn. Trong đó có cả bạn Thơ Ngáo Ngơ của chúng ta. Ở đây thì có một cái xô nước khá là to. Và cứ vài phút thì nó lại đổ nước xuống chúng ta một lần. Chị đang đứng đợi đây kia mà. Linh cũng đang đợi luôn. Và tiếp theo là cái thứ hai chuẩn bị đổ xuống. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái cầu trượt và sẽ trượt bằng phao. Ta-da! Tuy nhiên lúc này thì đã hết phao rồi, cho nên là chị đợi một số bạn trượt trước sẽ cầm phao lên cho chị mượn. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu trượt trước, sau đó đến bạn Linh và cuối cùng là bạn Uyên. Rồi, bây giờ thì chị sẽ trượt trước nha. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu đi. Oh, my God.
cả Linh cùng trượt. Chúng ta sẽ làm thành một đoàn tàu. Bây giờ đoàn tàu của chúng ta bắt đầu. Quá khi em nhìn này, các bạn là Uyên, bạn Linh đã để chân lên chân của chị nào. Ở khu vực này thì chị thấy rằng nó còn có một cái bể bơi. Và ở đây chị đang ngồi, đó chính là một cái bể massage chân. Nhưng mà chị không thấy nó có một cái gì, điều gì đặc biệt cả, ngoài việc nó hơi nhột nhột ở chân thôi. Chắc là tại vì chị không quen massage. Đó, chỗ này thì nó phun rất là nhiều nước, nhưng mà bên chỗ của chị thì nó lại không có nước mấy. Nào Linh cho chị mượn chỗ của con xem nào. Trời ơi, đã... chỗ này thì nước rất là ấm và cảm thấy rất là thích. Ở phía dưới này còn có những tia nước nhỏ nhỏ nữa. Ủa, tại sao chị đi đến đâu thì ở chỗ đó không còn nước vậy ta? À, hóa ra ở dưới đây có một cái công tắc này kia. Nếu mà chúng ta ấn chân vào đó thì nó sẽ phun nước ra. Cái nhìn này, cảm giác rất là thích luôn ấy. Ở bên này thì chúng ta có một phòng xông hơi. Chị sẽ vào thử xem bên trong có gì nhá. Khu vực này là của nữ. Toàn là hơi thôi kia mà. Không chịu nổi, nóng quá. Đang ở ngoài mát mẻ, tự nhiên vào trong đây thì nóng quá kia mà. Hình như là ở đây đã hết trò chơi rồi thì phải. Chị cũng phải cho bạn Uyên và bạn Linh về nhà thôi. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc sau. Khi nào có dịp nghỉ lễ thì chị sẽ cho các bạn ấy đi chơi ở đầm sen nước. Ở đấy thì có nhiều trò thú vị hơn nữa. Bye bye các em.